Ngày 18 tháng 10, đại sứ các nước Ả Rập tại Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về hiểm họa diệt chủng quy mô lớn ở miền Bắc Gaza khi có những thông tin cho rằng Israel dự định tuyên bố đây là khu vực quân sự và sẽ phong tỏa. Ông Riyad Mansour, đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc cho biết, đại sứ các nước Ả Rập đã họp khẩn cấp về sự an toàn của người Palestine ở Bắc Gaza 400.000 dân thường Palestine đang bị đe dọa, có thể bị giết hoặc chết đói khi có báo cáo rằng các tướng lĩnh Israel đề xuất phong tỏa phía Bắc Gaza, tuyên bố đây là khu vực quân sự. Nếu điều đó được thực hiện, thì số người Palestine thiệt mạng sẽ vượt xa những gì đã diễn ra trong năm đầu tiên. Ông Mansour đề nghị Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong ngày 18 tháng 10 do các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza, trong đó có 53 người ở Jabalia. Tính từ khi chiến sự bùng phát, đã có hơn 42.000 người Palestine tử vong. Giới chức y tế đã kêu gọi vận chuyển ngay nhiên liệu, vật tư y tế và thực phẩm đến ba bệnh viện phía bắc Gaza, những nơi đang quá tải vì lượng bệnh nhân cao phía Israel thông báo đã cho 30 xe tải viện trợ vào Bắc Gaza trong ngày 18 tháng 10 để cung cấp thực phẩm, nước, vật tư y tế và liều trại. Tuy nhiên, Hamas và cơ quan y tế Gaza cho biết viện trợ vẫn chưa đến được những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.